Vụ bé trai tử vong sau khi lọt trụ bê tông ở Đồng Tháp, vì sao trổm trụ có đứt đá? Sáng ngày 5 tháng 1, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã có thông tin về việc đưa thi thể bé Thái Lý Hạo Nam, nạn nhân bị lọt vào trụ bê tông sau 35 mét của cầu Rọc Sen. Trả lời báo chí, ông Bửu cho biết suốt đêm 4 tháng 1 đến sáng 5 tháng 1, lực lượng chức năng phối hợp thực hiện phương án đưa thiết bị xuống lòng trụ bê tông, nghi ngờ chứa thi thể bé Nam. Khi đưa xuống được khoảng 30 mét thì phát hiện khối đất đá có độ nén chặt, thiết bị đưa xuống có phần hạn chế nên kết quả chưa được mong muốn. Mặc dù kết hợp các giải pháp thủ công, thiết bị kỹ thuật bơm hút tạo điều kiện đưa thiết bị xuống sâu để nâng khối nghi ngờ có em bé trong lòng trụ lên mặt đất nhưng chưa hoàn thành được. Lý giải về vấn đề này, ông Bửu cho biết do đặc điểm phức tạp của địa chất của trụ đưa xuống độ sâu, giờ phải đưa lên trở lại thì rất khó. Do đó các chuyên gia đã bàn thảo kỹ lưỡng về tiếp tục triển khai khẩn cấp cứu hộ bé Nam. Hiện chưa rút trụ bê tông lên mặt đất được, còn việc xác định bé Hạo Nam tử vong là do các bằng cớ hội ý của các đơn vị pháp y đến hiện trường quan sát, đánh giá tiên lượng dựa vào các tính chất liên quan đến chấn thương, thông khí, điều kiện bảo tồn sự sống, nên đã có biên bản pháp y thông báo cho gia đình tiên lượng xấu, sau đó tử vong. Vị Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cũng cho biết thêm, các ngành chức năng đang hỗ trợ tìm mọi cách để có phương án giải pháp kỹ thuật, thăm dò, kết hợp, tiếp cận để đưa bé Hạo Nam lên, tuy nhiên không thể khẳng định được thời gian cụ thể. Lý giải về lượng đất đá trổm trụ bê tông, ông Bửu cho biết do lúc em bé rơi xuống có đất đá rơi theo. Trong quá trình triển khai thi công đặt trụ, búa nén để đặt thiết bị làm đất từ các khớp nối tràn vào, chứ không phải đất đá rơi từ miệng trụ. Trước đó, tối 4 tháng 1, ông Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, cùng với cơ quan chuyên môn chính quyền địa phương, tổ chức cuộc họp để thông báo việc bé Hạo Nam đã tử vong. Tại cuộc họp, ông Đoàn Tấn Bửu thông báo cho những người dự và đại diện gia đình. Theo xác định của ngành chức năng, bé Nam tử vong sau khi rơi xuống trụ bê tông sau hơn 4 ngày do nhiều nguyên nhân như đà chấn thương, thiếu dưỡng khí, môi trường nhiệt độ thấp.